Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em toán lớp 3 sách chương trình sáng tạo. Chúng nó xem bài giảng Hệ Liêm lưu công khai quảng cáo. Các em xem với quảng cáo giúp Hệ Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sang bài chia số của 4 chữ số cho số của 1 chữ số nha. Trang 29 đến trang 31. Giờ mình sẽ quan sát bài toán chia số của 4 chữ số cho số của 1 chữ số. 1218 chia cho 3. Các em cũng đặt tính vào tính bình thường thôi. Mình sẽ quan sát nó sẽ khác một chút so với chia số có 3 chữ số cho 1 chữ số. 1218 chia cho 3, trước hết mình sẽ lấy 12 chia 3 được 4, viết số 4. 4 x 3 là 12, 12 trừ 12 bằng 0. Nhưng mình sẽ viết lại như vậy, mình sẽ trừ trực tiếp, giờ mình sẽ ghi kết quả thôi. Cho bài toán nó sẽ gọn lại nha. 12 trừ 12 bằng 0, viết số 0. Giờ tiếp theo hạ số 1 xuống, mình sẽ lấy 1 chia 3. 1 chia 3 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 3 là 0, 1 trừ 0 vẫn là 1, viết số 1. Hạ số 8 xuống mình sẽ được 18, 18 chia 3 được 6, viết số 6. 6 nhân 3 là 18, 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy kết quả là 1218 chia 3 sẽ bằng 406. Như mình thấy là cách trình bày khác với phép chia đại học. Ở phép tính này mình thấy là ở mỗi lượt chia nhân, giờ sau đó mình sẽ chia nhập. Đúng không? Sau mỗi lượt chia mình sẽ nhân, sau đó mình sẽ trừ nhập luôn, thì nó sẽ nhanh hơn, gọn hơn so với cách trình bày cũ. Như mình thấy là cách trình bày nó sẽ khác một chút nhé. Cách trình bày cái này thì nó sẽ gọn hơn. Mỗi lượt chia thì mình sẽ nhân, sau đó mình sẽ trừ nhập luôn, và ghi kết quả không. Giờ tiếp theo mình sẽ đến một phép chia tiếp theo. 8.725 mình sẽ chia 2, mình sẽ chia như sau. Trước hết lấy 8 chia 2 được 4, viết số 4. 4 x 2 là 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết số 0. Hạ số 7 xuống, 7 chia 2 bằng 3, viết số 3. 3 x 2 là 6, 7 trừ 6 được 1, viết số 1. Hạ số 2 xuống mình sẽ được 12. 12 chia 2 bằng 6, viết số 6. 6 x 2 là 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết số 0. Hạ số 5 xuống mình sẽ lấy 5 chia 2 được 2, viết số 2. 2 x 2 là 4, 5 trừ 4 được 1, viết số 1. Như vậy kết quả của phép chia sẽ 4.362 và giữ 1. Nhưng mà sẽ quyết kết quả ở đây là 8.725 chia 2 sẽ bằng 4.362 và giữ 1. Như mình thấy là cách trình bày này sẽ nó gọn hơn cách trình bày cột, đúng không? Như vậy ở mình nhớ là nó sẽ nhân sau đó trừ nhẩm luôn, quyết kết quả thôi. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 1. Câu thực hành số 1 mình sẽ đặt tính vào tính. Giờ mình sẽ làm giống như cái hai ví dụ trên. Chứ là 8.444 chia 7, mình sẽ đặt tính vào tính bình thường. Chứ hết lấy 8 chia 7 được 1, viết số 1. 1 x 7 là 7, 8 chia 7 được 1, viết số 1. Hạ số 4 xuống mình được 14. 14 chia 7 được 2, viết số 2. 2 x 7 là 14, 14 chia 14 bằng 0, viết số 0. Hạ số 4 xuống mình thấy là 4 chia 7 sẽ bằng 0, viết số 0. 0 nhân 7 là 0, 4 trừ 0 thì bằng 4, viết số 4. Hạ số 4 xuống mình được là 44. 44 chia 7 sẽ bằng 6. 6 nhân 7 là 42, 44 trừ 42 còn 2. Như kết quả phép chia là 1.206 và dư 2. Nhưng mà ghi kết quả đây là 8.444 chia 7 sẽ bằng 1.206 và dư 2. Giờ tiếp theo là 2.000 chia cho 4. 2.000 chia 4 giờ mình cũng đặt tính vào tính. Trước hết lấy 20 chia 4 được 5, viết số 5. 5 nhân 4 là 20. 20 trừ 20 bằng 0, viết số 0. Hạ số 0 xuống thì 0 chia 4 cũng bằng 0 thôi. 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 cũng bằng 0 thôi. Hạ số 0 xuống, 0 chia 4 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 cũng bằng 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 500, đúng không? Nhưng mà duy kết quả ở đây là 2.000 chia 4 sẽ bằng 500. Giờ tiếp theo là 3.814 chia cho 8. 3.814 chia cho 8, các em sẽ đặt tính vào tính nha. Giờ trước hết mình sẽ lấy 38 chia 8. 38 chia 8 được 4, viết số 4.
4 nhân 8 là 32, 38 trừ 32 được 6. Ví số 6, hạ số 1 xuống mình được 61. 61 chia cho 8. 61 chia 8 được 7. 7 nhân 8 là 56, 61 trừ 56 thì còn 5. Hạ số 4 mình sẽ được là 54. 50 chia 4 chia 8 sẽ bằng 6. 6 nhân 8 là 48. 54 trừ 48 thì còn 6. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 476 quả, quả như sau. Như vậy 3.814 chia cho 8 sẽ bằng 476 quả dư sao. Giờ tiếp theo là 9.108 chia cho 9. Giờ các em đặt tính và tính bình thường nha. Chứ hết lấy 9 chia 9 được 1, viết số 1. 1 nhân 9 là 9, 9 trừ 9 bằng 0, viết xong, hạ số 1 xuống. Mình sẽ lấy 1 chia 9 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 9 là 0, 1 trừ cho 0 bằng 1. Hạ số 0 xuống mình sẽ được 10. 10 chia 9 được 1, viết số 1. 1 nhân 9 là 9, 10 trừ 9 được 1, viết số 1. Hạ số 8 xuống mình được 18. 18 chia 9 được 2, viết số 2. 2 nhân 9 là 18, 18 trừ 18 bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia là 1012. Được rồi. Mình sẽ ghi kết quả ở đây sẽ là 9.108 chia cho 9 sẽ bằng 1012. Được rồi. Giờ tiếp theo là 1060 chia cho 5. Mình cũng đặt tính giờ tính chứ hết lấy 10 chia 5 được 2, viết số 2. 2 nhân 5 là 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết số 0. Hạ số 6 xuống, 6 chia 5 được 1, viết số 1. 1 nhân 5 là 5, 6 chia 5 được 1, viết số 1. Hạ số 0 mình xuống mình được là 10, 10 chia 5 được 2, viết số 2. 2 nhân 5 là 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia là 212. Như vậy là 1060 chia cho 5 sẽ bằng 212. Giờ tiếp theo là 5.618 chia cho 6. Các em cũng đặt tính và tính bình thường nha. Chứ hết mình sẽ lấy 56 chia 6. 56 chia 6 được 9, với số 9. 9 nhân 6 là 54. 56 trừ 54 được 2. Hạ số 1 xuống mình được là 21. 21 chia 6 được 3, viết số 3. 3 nhân 6 là 18, 21 trừ cho 18 thì được 3. Hạ số 8 xuống mình được là 38. 38 chia 6 sẽ bằng 6. 6 nhân 6 là 36, 38 trừ 36 được 2, viết số 2. Như vậy kết quả phép chia là 936 hòa như 2. Như vậy 5.618 chia cho 6 sẽ bằng 936 và dư 2. Giờ như vậy là mình xong câu thực hành số 1 nha. Giờ câu thực hành số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài.
Và tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 1. Câu luyện tập số 1 ở đây mình sẽ điền số vào chỗ 3 chấm. Giờ như giờ ở đây mình sẽ có một cái bảng gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là số bị chia, dòng thứ hai là số chia, dòng thứ ba là hương. Như mình sẽ lấy số bị chia, chia số chia sẽ ra hương, đúng này. Còn câu tiếp theo thì người ta chưa cho số bị chia, người ta cho số chia là 4, cho hương là 2204, 2210. Như vậy muốn tìm số bị chia thì mình sẽ lấy hương nhân cho số chia, đúng này. Giờ như vậy là thầy sẽ lấy cái này nhân cho số này. Mình sẽ tính nháp phía dưới này nha. 2210 mình sẽ nhân cho 4 sẽ bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 4 nhân 0, 4 nhân 0 bằng 0, viết số 0. 4 nhân 1 là 4, viết số 4. Giờ hàng trăm 4 nhân 2 là 8, viết số 8. Hàng nghìn 4 nhân 2 là 8, kết quả viết số 8. Kết quả 8840. Nhưng mà sẽ ghi kết quả đây chính là 8840, đúng không? Giờ câu tiếp theo người ta cho số bị chia là 3352, số chia là 8. Mình sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia sẽ hương nha. 3352 mình sẽ chia cho 8. Giờ mình sẽ đặt tính cho tính. Giờ mình sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Trước hết mình sẽ lấy 33 chia 8, 33 chia 8 được 4 với số 4. 4 x 8 là 32, 33 trừ 32 còn được 1. Hạ số 5 xuống mình sẽ được 15. 15 chia 8 được 1, viết số 1. 1 x 8 là 8, 15 trừ 8 được 7, viết số 7. Hạ số 2 xuống mình được 72. 72 chia 8 được 9, viết số 9. 9 x 8 là 72, 72 trừ 72 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 419. Mình sẽ điền ở đây chính là 419. Giờ câu tiếp theo người ta cho số bị chia là chưa biết. Số chia là 8, hương là 409. Muốn tìm số bị chia thì mình lấy hương nhân cho số chia. Nhưng mà sẽ lấy 409 nhân cho 8. Giờ mình sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. 409 nhân cho 8. Giờ trước hết lấy 8 nhân 9, 8 nhân 9 là 72, viết 2 như 7. 8 nhân 0 là 0, khi 7 là 7. 8 nhân 4 là 32, mình sẽ viết số 32. Kết quả là 3272. Mình sẽ ghi ở đây chính là 3272, đúng không? Như vậy là mình xong câu luyện tập số 1 nha. Giờ câu luyện tập số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ phần tính nháp thầy sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2, đúng hay sai. Sửa các câu sai cho đúng. Giờ bây giờ kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai. Câu nào sai mình sửa lại cho đúng nha. Mình kiểm tra câu A xem đúng hay sai. Giờ mình thấy là 2473 chia 8. Trước hết lấy 24 chia 8 được 3, viết số 3. 3 nhân 8 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0, viết số 0. Hạ số 7 xuống, 7 chia 8 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 8 bằng 0, 7 trừ 0 bằng 7, viết số 7. Hạ số 3 xuống mình được 73. 73 chia 8 được 9, viết số 9. 9 nhân 8 là 72, 73 trừ 72 được 1, viết số 1. Như mình thấy là câu A hoàn toàn đúng. Đúng rồi. Tiếp theo mình kiểm tra câu B. Câu B là 7704 chia cho 9. Kiểm tra đúng hay sai, trước hết là 77 chia 9 được 8. 8 nhân 9 là 72, 77 trừ 72 thì được 5, viết số 5. Hạ số 0 xuống mình được 50. 50 chia cho 9 sẽ được 5, viết số 5. 5 nhân 9 là 45, 50 trừ 45 được 5, viết số 5. Hạ số 4 mình xuống được 54. 54 chia 9 được 6, viết số 6. 6 nhân 9 là 54.
54 trừ 54 bằng 0. Mình thấy là câu B hoàn toàn đúng. Kiểm tra câu C. Giờ câu C, 9048 chia 3. Giờ 9 chia 3 được 3, viết số 3, 3 x 3 là 9, 9 chia 9 bằng 0. Hạ số 0 xuống 0 chia 3 được 0. Ở đây khiếm số 0 rồi. Như là câu C sai. Bây giờ mình sẽ sửa lại nhé. Giờ mình sẽ sửa lại 9048 mình sẽ chia cho 3. Giờ trước hết 9 chia 3 được 3, viết số 3, 3 nhân 3 là 9, 9 trừ 9 bằng 0. Hạ số 0 xuống, 0 chia 3 bằng 0, viết số 0, 0 nhân 3 bằng 0, 0 trừ 0 cũng bằng 0, viết số 0. Hạ số 4 xuống, 4 chia 3 được 1, viết số 1, 1 nhân 3 là 3, 4 trừ 3 được 1, viết số 1. Hạ số 8 xuống mình được 18, 18 chia 3 được 6, viết số 6. 6 nhân 3 là 18, 18 chia 18 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia là 3016 mới được, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 phần luyện tập nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi là câu nào đúng, câu nào sai. Mình xem câu nào đúng. Câu A, mỗi hộp sữa nặng 432 gram, vậy ba hộp sữa như vậy nặng hơn 1 kg. Giờ bây giờ mình kiểm tra câu nào đúng hay sai bằng cách. Như vậy người ta nói là mỗi hộp sữa cân nặng 432 gram. Bây giờ mình sẽ tính xem ba hộp sữa cân nặng sẽ nặng nào bao nhiêu gram nhé. Như vậy ba hộp sữa như thế, ba hộp sữa cân nặng là bao nhiêu? Mình sẽ lấy 432, mình sẽ nhân cho 3, đúng không? Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy số 3 nhân hàng đơn vị, 3 nhân 2 bằng 6, viết số 6. Hàng chục 3 nhân 3 là 9, viết số 9. Hàng trăm 3 nhân 4 là 12, viết số 12. Như vậy kết quả là 1.296 gram. Thì mình thấy là cái số này sẽ lớn hơn 1 kg, đúng không? 1 kg là 1.000 gram. Như vậy mình kết luận là câu A đúng. Một nghìn hai trăm chín mươi sáu gram sẽ lớn hơn 1.000 gram, đúng không? 1.000 gram chính là 1 kg, đúng không? Vậy mình kết luận là vậy, câu A đúng. Tiếp theo mình đến câu B. Câu B người ta nói là chia đều 5.400 ml hợp mật ong cho 8 gia đình, mỗi gia đình được hơn 1 lít mật ong. Câu này đúng hay sai? Như vậy muốn biết đúng hay sai thì mình sẽ chia thử xem. Lấy số này chia 8 xem mỗi gia đình sẽ được bao nhiêu mật ong nha. Câu B thì trước hết mình sẽ tính xem mỗi gia đình được số mật ong là. Mỗi gia đình được số mật ong là
Giờ mình sẽ lấy số này chia cho 8. 5.400 chia cho 8 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình sẽ lấy 54. Cái số này mình có thể đọc là 54. Giờ bây giờ mình sẽ tính nháp phía dưới này nha, vì số này nhập không được, rất là khó nhập. Đúng này. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em dễ hiểu. 5.400 chia 8. Giờ trước hết lấy 54 chia 8, 54 chia 8 được 6 với số 6. 6 nhân 8 là 48. 54 trừ cho 48 thì được 6 với số 6. Hạ số 0 xuống mình được 60. 60 chia 8 thì được 7 với số 7. X 8 là 56, 60 trừ 56 thì được 4. Hạ số 0 xuống mình được 40. 40 chia 8 được 5 với số 5. 5 nhân 8 là 40, 40 trừ 40 bằng 0. Như kết quả là 675 nhé. Đơn vị sẽ là ml, đúng không? Giờ như vậy kết quả là 675 ml. Thì mình thấy là cái số này sẽ nhỏ hơn 1 nghìn. 1 lít ở đây chính là 1 nghìn, đúng không? Như vậy chứng tỏ là câu B sai. Như vậy ta có 675 ml sẽ nhỏ hơn 1.000 ml. Ngàn ml chính là 1 lít, đúng không? Như vậy mình kết luận là vậy câu B sai. Giờ phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sau bấm hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Mình sẽ quan sát câu A 1.000 nhân cho 7. 1.000 nhân cho 7 thì sẽ bằng 7.000, đúng không? 1 nhân 7 là 7. Như kết quả là 7.000. 7.000 trừ 2.000 sẽ bằng bao nhiêu? 7 trừ 2 bằng 5, kết quả là 5.000. Giờ tiếp theo ở đây mình sẽ có chấm hỏi cộng 500 bằng chấm hỏi nhân cho 8 sẽ bằng 800. Như vậy là một số nhân 8 bằng 8.000. Một số mà nhân cho 8 bằng cho 8.000, muốn tìm số đây thì mình sẽ lấy 8.000 chia cho 8. 8.000 chia cho 8 bằng 1, ở đây sẽ là số 1. Đúng rồi. 1.000 nhân 8 sẽ bằng 8.000. Giờ một số mà cộng cho 500 bằng 1.000 thì chính là muốn tìm số ở đây thì mình sẽ lấy 1.000 trừ 500. 1.000 trừ 500 bằng 500, ở đây mình sẽ viết số 500. 500 cộng 500 bằng 1.000. Giờ tiếp theo là câu C chấm hỏi chia 5 bằng 2.000. 2.000 chia 4 sẽ bằng chấm hỏi. Như trước hết mình sẽ tính dưới đây nha. 2.000 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 2.000 này thì mình có thể đọc là 20 trăm chia cho 4. 20 chia 4 bằng 5. Như vậy kết quả sẽ là 500. Đúng rồi. 20 trăm chia cho 4 sẽ bằng 500. Giờ một số chia 5 bằng 2.000. Như vậy đây là phép chia, số bị chia số chia bằng hương. Muốn tìm số bị chia mình sẽ lấy hương nhân cho số chia. 2.000 nhân 5 bằng bao nhiêu?
2.000 nhân 5 sẽ bằng 10.000. Như đây mình sẽ viết số 10.000. 10.000 chia 5 sẽ bằng 2.000. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5, cô Lê lau dọn 6 căn phòng hết 3 giờ. Hỏi cô Lê mất bao nhiêu phút để lau dọn một căn phòng? Biết thời gian lau dọn một căn phòng là như nha. Như vậy ở đây mình sẽ có là cô Lê lau dọn 6 căn phòng hết 3 giờ. Đúng rồi. Muốn biết thời gian là bao nhiêu phút để lau dọn một căn phòng thì mình sẽ lấy số giờ này chia cho 6 căn phòng. Đúng rồi. Chứ mình sẽ đổi giờ qua phút, sau đó mình chia 6 là được nha. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Chứ mình sẽ đổi đơn vị. Đổi giờ qua phút. 3 giờ mình sẽ đổi qua phút. Như vậy đổi từ giờ qua phút thì 1 giờ sẽ bằng 60 phút. Mình sẽ lấy 3 nhân 60. 3 nhân 6 là 18. Như là 3 giờ sẽ bằng 180 phút. Đúng rồi. 3 nhân 6 bằng 18. Như vậy có nghĩa là 3 nhân cho 60, 60 sẽ bằng 18 chục, chính là 180 phút nha. Như vậy người ta hỏi là cô Lê mất bao nhiêu phút để lau dọn một căn phòng? Như vậy là các em có thể trả lời là cô Lê mất số phút để lau dọn một căn phòng lại. Hoặc là các em để là thời gian cô Lê lau dọn mỗi căn phòng là cũng được nha. Có hai cách trả lời. Như vậy mình sẽ để là cô Lê. Người ta hỏi là mất bao nhiêu phút thì mình để là mất số phút để lau dọn một căn phòng là. Như vậy người ta hỏi cô Lê mất bao nhiêu phút để lau dọn một căn phòng, trả lời là cô Lê mất số phút để lau dọn một căn phòng là mình sẽ lấy số này chia 6. 6 căn phòng đúng không? 180 chia 6 bằng bao nhiêu? Chứ mình sẽ như vậy là 18, 180 này mình có hỏi đọc là 18 chục chia cho 6. 18 chia 6 được 3, kết quả 30. Như 30 phút nha. Như đáp số là 30 phút. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy bị kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần thử khách nha. Phần thử khách, ai dành nhiều thời gian đọc sách hơn? Cuối tuần thì hai chị em An và Bình thường dành ra một khoảng thời gian để đọc sách. Bình đọc sách trong khoảng 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút. Còn chị An sẽ đọc sách từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Người nào dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn? Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính thời gian đọc sách của bạn Bình, sau đó tính thời gian đọc sách của bạn An, thì mình mới biết được là ai là người đọc dành thời gian đọc sách nhiều hơn. Đúng này. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau, hay sẽ tính nháp phía dưới này nha. Còn các em mình sẽ nháp dùm tính. Như vậy là mình đọc sách từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút thì mình lấy số này trừ số này. Đúng này. 16 giờ 45 phút
Mình sẽ trừ cho 15 giờ 45 phút. Thì mình sẽ lấy giờ phút trừ phút, 16 giờ trừ 15 giờ thì còn được 1 giờ. 45 phút trừ 45 phút hết, đúng không? Như vậy là 1 giờ. Như vậy là thời gian đọc của bạn Bình nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ tính thời gian đọc của chị An. Chị An đọc sách từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Mình sẽ lấy số này trừ số này. 18 giờ 30 phút trừ cho 16 giờ 30 phút. Thì mình sẽ lấy giờ phút trừ phút. 18 trừ 16 được 2 giờ. Giờ 30 phút trừ 30 phút hết. Như mình thấy là chị An sẽ dành đến 2 giờ, còn bạn Bình chỉ có dành 1 giờ thôi. Như vậy mình kết luận là người dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn chính là chị An, đúng không? Giờ như là mình xong câu phần thử khách nha. Giờ phần thử khách kênh thì bài kênh xong bấm khích video thì biết kênh như bài. Giờ phần tính nháp thầy sẽ xóa đi nha. Giờ cuối cùng mình sẽ đến phần quy học. Một con voi cân nặng 5.000 kg, khối lượng con voi gấp 4 lần khối lượng con hươu cao cổ. Vậy con hươu cao cổ cân nặng bao nhiêu kg? Như vậy ở đây người ta nói là con voi cân nặng 5.000 kg. Con voi gấp 4 lần con hươu cao cổ. Muốn tính con hươu cao cổ thì mình sẽ lấy 5.000 chia 4 là được. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Giờ 5.000 chia cho 4 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ lấy 5 chia 4 được 1, viết số 1. 1 nhân 4 là 4, 5 chia 4 được 1, viết số 1. Hạ số 0 xuống mình sẽ lấy được 10. 10 chia 4 được 2, viết số 2. 2 nhân 4 là 8, 10 chia 8 được 2, viết số 2. Hạ số 0 xuống mình được 20. 20 chia 4 được 5, viết số 5. 5 nhân 4 là 20, 20 trừ 20 bằng 0. Hạ số 0 xuống 0 chia 4 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 cũng bằng 0. Như vậy kết quả sẽ là 1.250. Mình sẽ điền ở đây chính là 1.250. Đúng rồi. Như vậy là mình xong phần quy học nhé. Phần quy học kèm theo bài, kèm sau bấm khích video, hãy biết kèm theo bài. Giờ cuối cùng mình sẽ đến phần đất nước em. Năm 1990 thì số voi hoang dã của Việt Nam lên gần 2.000 con. Đến 2020 thì Việt Nam chỉ còn chưa tới 150 con voi hoang dã. Những con voi này phân bố ở 8 tỉnh Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai và Bình Phước. Bản Đôn tỉnh Đắk Lắk là nơi có đàn voi rừng và voi nhà nhiều nhất Việt Nam với số lượng khoảng 100 con voi rừng và gần 50 con voi nhà. Mình sẽ quan sát hình đây chính là voi ở bản đồ. Giờ tiếp theo mình sẽ có một hoạt động thực tế tìm vị trí các tỉnh có voi hoang dã sống ở đất nước ta trên bản đồ trang 88. Như các em quan sát trang 88 thì mình thấy là các 8 tỉnh có voi sống hoang dã. Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình, Đồng Nai và Bình Phước, đúng không? Giờ mình sẽ quan sát hình trang 88. Đây là bản đồ của đất nước em, mình thấy là voi sẽ sống ở các tỉnh như là Sơn La đây, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai và Bình Phước, đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.